Các bạn ơi, sau đây là cái phần đồ ăn nó được setup lên rồi, các bạn thấy đẹp không các bạn? Nói chung nó rất là đồng điệu luôn á các bạn, và các bạn nhân viên rất là nhiệt tình các bạn ơi. Xin chào mọi người có thấy tôi đang ở đâu không? Wow, xin chào mọi người đến với Cần Thơ nha, Azerai Cần Thơ. Bạn thấy một khung cảnh rất là đẹp không? Ở đây là một cái bến để mà chúng ta bắt đầu di chuyển qua bên khu resort Azerai. Thì ngày hôm nay sẽ có một buổi ăn tối ở đây, thì các bạn cùng theo chân Ninh nha. Follow me. Wow, bây giờ đi sẽ bước vào cửa các bạn. Wow, các bạn có thấy cái sảnh chờ để mà bắt cano qua bên kia trông đẹp không các bạn? Vào đây nha. Rất là đẹp ha. Thì Ninh có một tập làm ở Vinpearl Cần Thơ và Azerai rồi, nhưng mà tập đó là không thực tế. Tại Ninh về Ninh edit lại, và lúc đó là Ninh chỉ là quay những cái phim ngẫu hứng thôi. Hôm nay Ninh sẽ quay thực tế cho các bạn xem ở Azerai Cần Thơ như thế nào nha.
Đó, các bạn có thấy không? Có một không gian rất là ấm cúng luôn. Ở đây á các bạn, thì các bạn có thể ngồi nên nghĩ chứ không phải từ 50 người á. Thì các bạn có thể thấy nếu mà buổi sáng á, đây là nguyên một cái công viên rất là đẹp. Hầu như là rất là nhiều cây xanh và rất là nhiều cây cổ thụ. Thấy không? Để mình cho các bạn xem nè. Với cái máy trần nữa các bạn làm bằng gỗ nè. Đó, các bạn thấy đẹp không? Trông rất là ấm cúng các bạn ha. Thì tiếp theo đây anh Linh sẽ chờ cano để mà đi qua đây, thì mời các bạn ra đây xem cái này. Các bạn có thấy không gian ở ngoài đây không các bạn? Các bạn có thấy không gian ở đây không? Vô cùng lãng mạn luôn. Cái đợt trước á các bạn, đợt trước á là nên đi vào buổi sáng ha, thì cái không gian á khi mà ánh đèn vàng nó chưa có lên nên là chúng ta nhìn thấy ánh nắng nó không có đẹp bằng buổi tối, các bạn thấy không? Nên quyết tâm đợt này nên đi vào buổi tối để cho các bạn xem cái không gian tuyệt đẹp này. Có thể thấy là rất là nhiều những cái cây cổ thụ, nên thấy rất là đẹp luôn. Mình cũng không có biết tên. Thì bây giờ xuồng cái cano đã qua tới rồi. Cano nó rất là đặc sắc các bạn, rất là đẹp. Thì các bạn đi cùng với Ninh theo qua đó nha. Thì nên đó các bạn ơi, giờ đây là rất là vui nha. Mình sẽ có 10 phút ở trên cái cano này để đi qua với cái cầu ấu luôn. Một đi qua cái cầu ấu đến hai trăm hai cái tên
nhưng mà thường đó các bạn, cái giây phút mà sung sướng nó mang hết sớm lắm. Tới luôn rồi các bạn ơi, nhanh quá. Nè các bạn nhìn thấy nè, có những cái xuồng này, những cái tay thuyền này các bạn, là buổi chiều á các bạn có cái dịch vụ ngắm hoàng hôn ha. Thì theo Liên được biết như khoảng 100 đô á cho một cặp á. Đó thì các bạn có thể ngắm hoàng hôn vào buổi chiều ha. Thì ở đây rất là sự các bạn, nhân viên sẽ ra tới 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 tại tại cái điểm đón để mà đón các bạn vô. Nói chung ở đây về phong cách phục vụ là good rồi các bạn ơi. Đúng rồi. Rồi. Chào các bạn, thì qua tới đây thì có Thành tiếp đón ha. Thì Thành có thể chia sẻ xíu về mấy cái xuồng này được không? À, mấy cái thuyền này nè Thành. Dạ, đúng rồi. Cái thuyền là cái thuyền gỗ bên em á. Cái thuyền này thì để gần là thuyền gỗ bên em. Bên em có cano và thuyền gỗ. Thuyền gỗ này có để sử dụng dịch vụ sunset ngắm hoàng hôn bên em. Hoặc là hoặc là nếu mà trời có mưa thì thay vì đi cano không được thì em có thể đi tàu gỗ. Tàu gỗ thì chở số lượng khách qua đây thì tầm tối đa khoảng 20 người à. Còn tàu đó thì tầm có 10 người. Dạ. Rồi, bây giờ mình đi ha. Dạ. Vô nhà hàng ha. Rồi. Thì đi trên đường đó có gì thì em giới thiệu thêm nhanh nha. Rồi, các bạn ơi, thì trên tuyến đường mà đi vào á, thì chắc Long ha. Long sẽ giới thiệu sơ về cái resort Azurai Cần Thơ này đến mọi người ha. Và có những cái dịch vụ gì nghe em. Dạ. Em có thể nhìn thêm kính nè. Từ từ thôi, đi nhanh quá. Rồi, rồi. Đứng, đứng ở góc này đi. Rồi các bạn, thì Nin hầu như là đứng ở gần, khá gần trung tâm rồi, của cái Azurai Cần Thơ rồi. Thì Long sẽ giới thiệu một số cái khu vực ở bên đây cho các bạn biết nha. Rồi, em nói lớn lên nha. Giới thiệu mọi người, đây là sảnh bãi tân của bên em, bên đây sẽ đón khách check-in tại đây và nhận phòng. Còn đây là quầy bar bên em. Ở phía trước, phía sau quầy bar là hồ bơi chính. Và sau lưng hồ bơi là nhà hàng chính bên em. Bên em có ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Rồi, ok, rồi. Rồi các bạn ơi, để nói thêm nha. Thì ở đây nó có một cái hồ bơi mà có thể nói là tuyệt đẹp nhất, có thể là nói đồng bằng sông Cửu Long mà luôn đó các bạn. Và đây cũng là cái khu resort nên có thể cảm nhận là đẹp nhất của đồng bằng sông Cửu Long luôn mà từ trước giờ nên biết. Và ở đây các bạn, tiếp theo các bạn đi vào á ha, thì nó có nguyên một cái hồ sen rất là đẹp đó. Thì nên bữa nay nên đặt ăn tối một cái bàn ở cạnh cái hồ sen này, các bạn đi cùng với Nên nha. Các bạn follow cùng với Nên với Long nha. Thank you.
lắm tốn ha. Thì các bạn kia đang set up cho nên để mà ra ngoài cái hồ, thì trước khi mà bạn set up á thì nên sẽ enjoy với cái sofa chút xíu nha các bạn. Thì nhà hàng đã set up rồi cho nên rồi có nến này kia nhìn đẹp quá các bạn. Thì do ngày hôm nay là trời mưa các bạn nên là nhà hàng đã set up sẵn cái chỗ cho nên ở trong, nhưng mà bây giờ thì sẽ set up ở nên ở ngoài này luôn đó. Thì tại vì nên rất là thích cái view này các bạn thấy không, cái view ngoài sau là sen rồi rất là nhiều cái villa của những cái người khách ở đây ở đó, các bạn đó. Thì nếu mà các bạn có tới đây ở Airai các bạn thì nên rất là recommend các bạn có thể làm một cái bàn ở dưới này nha các bạn. Tại nó rất là lãng mạn và rất là chill luôn các bạn ơi. Và buổi tối các bạn có thể nói là ăn nhâm nhi với bạn bè. Tại đây thường những cái món nó cũng đa phần là Âu nhiều so với cái món Việt Nam á. Nên là các bạn ngồi ở đây chill rất là đẹp ha. Thì người ta thiết kế rồi người ta bài trí thì rất là đẹp. Rồi ok, sau đây nên sẽ order đồ ăn và sẽ trình bày với các bạn tiếp nha. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Cái gì em? Rồi. Em có thể recommend cho anh được không? Em cứ nói bình thường đi. Rồi. À dạ, trong menu của em á thì bên em có đặc biệt một món steak, tại vì steak bên em là từ Úc. Thì em có biết ai hoặc là cái steak. Ngoài ra thì em sẽ có cá hồi nướng. Với lại những cái món như miền Tây chân giả thì em sẽ có cơm. Anh không có thấy được á, em có thể dội đèn được. Đèn ở dưới. Rồi. Rồi. Thì mình sẽ có cá ngừ tán hoặc là bạch tuộc. Rồi. Và bánh xích kiểu Tây Ban Nha. Ngoài ra thì có các loại salad. Sẽ có một khuôn mặt là có xôi. Sau đó là cái phần súp. Phần súp Tây á, thì bên em có súp niêu với lại súp gà, súp gà. Nhưng mà trong súp gà nó sẽ có mì thêm mì trứng trong đó. Nhưng mà cái súp của em đó là một phần là một người ăn đúng không? Dạ. Trong menu của em á, là món là phần là một người ăn. Rồi. Em nói start nào. Dạ, về món steak bên em. Về phần steak một người ăn á, thì em có rib eye với lại cái steak. Thì phần này khi mà mình order thì mình sẽ ăn kèm với lại một món ăn kèm và một sốt. Sau đó là sẽ có những món Việt. Những món Việt giống như là gỏi thì em có gỏi bùng bồ, ngó sen hoặc là gỏi xoài. Canh thì như tới miền Tây thì mình phải dùng canh chua. Canh chua thì mình có thể dùng cá lóc hoặc cá hú và những món mà. Rồi ok. Dạ rồi. Các bạn ơi, sau một cái hồi mà Ninh nghiên cứu với một cái menu hết sức dày thì Ninh đã chọn được thật sự qua tới đây các bạn thấy về cái không cảnh miền Tây của mình á. Thì nói chung là món Âu rất là nhiều. Thì nhà hàng có recommend là steak nè, hoặc là những cái món mà Âu. Nhưng mà Ninh chọn món Việt Nam các bạn. Tại Ninh thấy khung cảnh này nó quá đẹp để mình chọn một cái bữa cơm gia đình nữa các bạn. Thì dưới đây là Cần Thơ, thủ phủ của miền Tây nữa, thì thật sự những cái món canh chua hay là những cái món gà kho gì đó thì nó sẽ ngon hơn ở một không gian này. Và thứ hai nên nói với các bạn thêm một điều á, tức là cái quầy bar các bạn thì nó có vào thời điểm này đang đi này nha, thời điểm bây giờ á thì nó có từ 8 giờ đến 9 giờ mua một tặng một số đồ uống nhất định. Thì chút xíu nữa nên ăn xong ở đây nên sẽ qua bên đó để mà nên review cái quầy bar bên đó cho các bạn xem nữa ha. Thì được một tặng một thì tại sao mình không uống, đúng không các bạn ha. Thì hôm nay có Giang ở đây thì trong cái không gian này thì Giang thấy sao? Rồi bữa nay nên dẫn cho Giang đi qua đây nên thấy Giang thấy sao? Giang ấy các bạn là một cái người ở đây là mấy chục năm rồi các bạn, nhưng mà chưa từng qua bên đây luôn. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Đó thì rồi Giang chia sẻ sao không gian này và cái cảnh
buổi ăn tối lãng mạn gì. Không, cũng cảm ơn Quốc Anh nha. Có Quốc Anh xuống mình có dịp qua bên đây. Mình ở đây mười mấy năm rồi, lần đầu tiên mình qua đây. Nói nghe cũng hay nghìn lý nha mấy bạn ha. Nói chung là không gian đây rất là đẹp, rất là gọi gì cái chất miền Tây. Cây cối săn vườn, nhà thì cũng kiểu kiểu như nhà Nam Bộ mình. Nhìn rất là ấm cúng. Mà hôm nay là trời mưa nữa chứ. Mưa mà mình ngồi săn vườn nữa. Thì còn nhiều bạn hát các bạn ha. Thì đúng ra ở đây không gian này các bạn nên chill chill với một chai vang hay là một cái ly cocktail gì đó. Nhưng mà sự tại vì bữa nay lái xe nên là tụi mình không có uống. Nhưng mà chút xíu nữa mình sẽ qua quầy bar để coi có cái đồ uống gì đó nhẹ nhẹ không thì tụi mình sẽ uống. Lái xe thì không nên uống rượu nghe các bạn, không nên uống rượu bia ha. Với thứ hai nữa các bạn thì cái không gian này nên thấy nên cho điểm là rất là đẹp luôn á các bạn. Hầu như nó thoát khỏi cái phố xá xô bồ tấp nập với các bạn, tại nó nằm ở ngoài một cái cồn ấu thì nó tách biệt luôn. Và ở đây hầu như là rất yên tĩnh các bạn ơi. Nếu người nào mà thích về nghỉ dưỡng, về detox, về retreat thì nên đến đây nghe các bạn. Tại thật sự đây là một không gian nên thấy rất rất là đẹp và nên rất ấn tượng. Nên đi lần này nữa là lần thứ hai rồi đó các bạn. Lần trước đi không có đi nữa nhưng mà những cái thước phim nó quá ngẫu hứng nên là khi mình đi ghép lại nhiều khi nó không gây được cái gì đó sâu lắng trong lòng các bạn lắm. Thì đợt này nên mong rằng cái buổi ăn tối này nó sẽ là một cái gì đó sâu lắng để gửi đến các bạn trong cái tập này của Nin tại Cần Thơ. Với một cái tập cũng ngắn thôi, khoảng 15-20 phút gì đó thôi ha. Thì Nin giới thiệu đến các bạn ở một cái địa điểm này. Và Nin rất là mong rằng các bạn sẽ đến đây và trải nghiệm địa điểm này nha. Rồi. Cứ tự nhiên đi em. Dạ, em xin phép anh sắp ít chén cho mình. Ok. Thật sự nếu mà được ăn ở đây thì các bạn nên nói với các bạn luôn á, thì hầu như là phục vụ là tuyệt hảo các bạn ơi. So với những cái đồ ăn chén, tất cả mọi thứ đều đồng điệu hết. Và những cái đồ rất rất là sang trọng. Đem nước vào luôn đi em. Nước vào luôn đi. Ở đây có phục vụ mình nước suối, là nước suối cũng rất là ngon đó các bạn. Ông ba bảo vệ môi trường. Chai mà thủy tinh, đúng rồi, chai mà thủy tinh nữa, bảo vệ môi trường luôn các bạn ơi ha. Thì không gian này như là em ơi, cho anh hỏi tim á, là ở đây là của người Pháp phải không em? Azurai này là của Azurai này là đầu tiên là người đầu tư là bên Novaland. Novaland đúng rồi, Novaland là người đầu tư đó, là cái xây dựng lên và như là hệ thống này là của chú xe ke đó là người Châu Á, mình chưa hay người biết nước nào không? Em nhớ không làm, để em đưa kiểm tra cái chép vậy. Tại vì hôm bữa anh nhớ như là ông quản lý là người Pháp đúng không? Anh quản lý là gì là người ta, tại vì cái tập đoàn Azerai của em này nó không phải là của người Pháp, chỉ là quản lý ở đây. Tức là ngày hôm đó đi gặp người quản lý người Pháp nên tưởng đâu cái nhà hàng này của người Pháp các bạn. Thật sự cũng xin lỗi các bạn nghe, tại vì đi không có nhiều thời gian để mà nên đọc hết đó các bạn. Để mà khi mình đi đến một địa điểm á thì nên sẽ nói trực tiếp ở thời điểm luôn. Còn có một số bạn review thì các bạn đã tham khảo trước rồi, cho nên là vừa đi làm nữa nên không có thời gian nên có thể nói trực tiếp này với các bạn, thì có thể những thông tin của Nin là chính xác hơn ở miếng một. Rồi thôi, chia bạn bè lâu ngày gặp lại ha. 1 2 3 bánh mì này sẽ có 3 loại. Cái này là bánh mì thường của mình. Cái này sẽ là baguette nhưng mà có thêm tiêu. Cái này hạt điều. Còn cái này nó sẽ có là hạt sen với lại dừa. Bánh mì thì mình sẽ dùng với lại cái sốt ở bên em. Đúng rồi. Cái sốt. Rồi còn cái chén thông này là mình dùng để dựng dầu ô liu và giấm balsamic. Giấm balsamic thì mình để dùng em khoảng 1 giọt thôi nha. Các bạn ơi, thì nhà hàng rất là tỉ mỉ luôn các bạn. Là tại vì cái khâu đồ ăn á, sẽ chờ lâu từ 15 đến 20 phút thì nhà hàng có tặng mình bánh các bạn. Tặng bánh mì ăn trước. Bánh mì này nhà hàng làm ha. Thì nó sẽ ăn kèm với một số cái sốt và dầu ô liu và có một chút giấm. Thì nên thấy cái này rất là hay các bạn. Thì hồi nãy sau khi mà các bạn nhân viên nói thêm á, thì vào chủ nhật hàng tuần á, thì ở đây sẽ có một cái giống như là bán BBQ buổi trưa các bạn, để cho các bạn mua vé buffet các bạn vào ăn thì có đồ nướng nữa. Và 15 hàng tháng thì cũng có tiệc chay đúng không? Cũng như là nó nấu những món chay các bạn.
Ồ, nên thấy là hầu như là rất là chu đáo và tỉ mỉ và hiểu hiểu khách hàng rồi các bạn. Đấy, nên đánh giá rất là cao nha. Thì bây giờ tụi Nên sẽ ăn cái bánh mì này thử ha, thưởng thức trước cái bánh mì này các bạn. Bye bye. Rồi, vô. Rồi các bạn ơi, Nên sẽ thưởng thức cái phần bánh mì mà được tặng này các bạn. Rất là thơm luôn các bạn. Nói chung là ở đây nhà hàng tự làm ha. Thì các bạn thích ăn cái gì để các bạn ăn cái sốt vô nè. Đó. Hấp dẫn luôn các bạn. Cho 9.75 luôn các bạn ơi. Ngon. Mà mình ngồi này buổi tối ấy, các bạn thì có thêm đồ xịt mũi nữa nha. Người ta rất là chu đáo các bạn, để cho các bạn xịt mũi nè. Tính nói chung đánh giá của Nên về bánh mì rất là ngon. Bánh mì rất là ngon các bạn, rất là thơm, rất là ngon. Thì tiếp theo những cái món ăn kia, giống như là người ta làm, người ta chọn lọc từ những nguồn nguyên liệu tốt với các bạn, thì nó làm rất là ngon. Và các bạn, khi các bạn thử vào rất là thơm ha. Thì chút xíu nữa khi mà món ăn ra thì mình sẽ giới thiệu tiếp hay các bạn. Tới đây á, thì em sẽ có những cái set menu đặc biệt mình có thể dùng ở dưới villa nè, hoặc là dưới những cái gốc cây cổ thụ như vậy. Thì thường là bên em sẽ thích ức đèn. Là một buổi tối rất là lãng mạn luôn. Lãng mạn luôn hay em? Dạ đúng rồi, tại vì cái đó là chỉ riêng mình thôi. Chứ những cái này, hoặc là mình đi nhóm á, mình đi với gia đình thì sẽ là như thế này. Ăn dưới villa. Đó, các bạn thấy đẹp không? Cái này là bên em sẽ chuẩn bị hết cho mình. Xin cái set. Dạ đúng rồi, set lên mình chọn. Thì có thể là tùy set. Thì mỗi set thì có thể là có một cái set là mình sẽ đi trước khi mình dùng tối á. Thì mình sẽ đi cano vòng quanh đảo khoảng 20 phút. Wow. Sau đó sẽ được đón ở dưới cầu tàu và được mời một ly rượu vang. Đó là một cái nơi về bí mật đó. Thì là một cái phần đó. Nếu nhưng mà anh hỏi đó là người ở ngoài vào không? Hay là người ở trong villa? Tất cả, mọi tất người. Tất cả đều được. Đúng rồi, tất cả đều được. Thì các anh theo em đặt thì vẫn như vậy, hoặc là khách ngoài đặt cũng như vậy. Điều sẽ rất hết, hoặc là dưới gốc cây á, thì tụi em sẽ có cho những cái đèn banh màu sắc, hoặc là những cái và sau đó cũng là có bàn, có mặt bàn. Đầy đủ nến là tụi em sẽ thích ức sẵn cho anh mình. Hay quá ha. Đúng rồi, cái đó là vào những dịp đặc biệt hoặc là gia đình đó, thì mình sẽ đi như vậy. Nhưng mà thường là em sẽ nhận bao nhiêu khách, và thứ hai là cái giá tiền khoảng bao nhiêu đảo lên thì mới được. Có không? Tùy, có là tùy. Dạ đúng rồi, có. Thì mỗi cái nơi á, thì tụi em sẽ có một cái giá tiền, tại vì tùy một nơi á, thì có sẽ cái set menu nó khác nhau. Thì nó sẽ độ lên tầm, nó tầm khoảng là tầm khoảng 1 triệu, em nhớ là 1 triệu khoảng 1 triệu 8 gì đó một người. Hoặc là có set là khoảng 2 triệu mấy một người. Tại đó bao gồm một phần uống trong đó. Nghĩa là đồ ăn cái uống rồi tăng tạp thôi. Nói chung là một cái set là... nó gồm bao nhiêu món em? Dạ đúng, một set đó thì sẽ có là một cái món khai vị, một súp, một main course và một dessert. Có những cái set thì nó sẽ trước món khai vị nó sẽ có món mở đầu là một phần nhỏ thôi, ta gọi là amuse. Một phần nhỏ đó trước thì nó sẽ là tầm một món một set vậy. Thì tùy vào set á, thì mình có thể là một ly rượu vang, hoặc là một ly cocktail, hoặc là một ly bia gì đó. Thì tùy theo set, mỗi set nó sẽ có một cái loại khác nhau, thì tùy theo địa điểm luôn. Trường hợp là có em bé theo? Dạ em bé thì thường bên em sẽ tính theo độ tuổi. Ví dụ như là từ 6 tới 11 tuổi thì em sẽ tính 50%. Còn dưới 6 tuổi thì thường là bé sẽ ăn với lại ba mẹ. Nên là không có tính tiền. Mà đúng rồi, còn trên 12 tuổi thì như là người lớn bình thường rồi. Còn với thức uống cho bé thì bé có thể chọn nước ép, hoặc là những loại mocktail. Mocktail là không có cồn thì bé có thể uống được. Là nước ngọt gì đó. Hay quá ha. Cảm ơn. Nói chung là biết thêm nhiều thông tin lắm các bạn ơi. Khi mà các bạn qua trực tiếp á, bên đây thì các bạn sẽ biết thêm được rất là nhiều thông tin. Và nhà hàng cũng có rất là nhiều option để cho các bạn lựa chọn ha. Mà mình thấy option nào cũng hay á các bạn. Nói chung là ở không gian này thì nó rất là lãng mạn. Và nói chung là mình thấy với một cái giá tiền khoảng 1.7 triệu, thì nếu người bình thường thì nó cũng hơi mắc. Nhưng mà nãy mình quên hỏi là có bao gồm thuế phí chưa. Thường á các bạn là các bạn sẽ trả thêm cái phần thuế phí nha. Thuế 10% và như bây giờ là giảm còn 8% á. Và cái tiền phí phục vụ là 5% thì các bạn phải trả ở những cái resort. Thì các bạn phải cộng thêm vô. Thì nếu 1.7 triệu mà đã bao gồm thuế phí rồi, phí phục vụ hết rồi, thì tôi nghĩ cũng đáng. Cũng đáng để cho các bạn thử. Đó, nhưng mà với 4 món, 5 món ha, 4-5 món cho mỗi người thì nên thấy cũng khá là đáng. Tại ở đây là một vị trí nó quá đẹp rồi, thì giá nó cũng hợp lý các bạn. Bye bye, xíu coi. Rồi, xuống nha. Rồi, giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi các bạn ơi. Dạ, xào xả nha. Đó.
Chị nói cho này các bạn. Rồi. Rồi, ok. Cơm tráng này ngày chắc kêu thêm đi ha. Đang ai cũng đói phải không? Ai cũng đang đói mà đúng không? Hết thôi không? Rồi. Nước tương nữa mình. Rồi, các bạn ơi, thấy nước mắm nước tương bài trí đẹp không các bạn? Nhìn tao thấy đẹp á. Chung nó chắc là theo một cái 3g luôn á các bạn. Trời. Chắc là đồng đều các bạn ơi. Của anh đó. À, của anh à. Nói chung bên đây là mỗi người một phần các bạn ơi, không ai chung với ai đó. Có ớt thì em xin phép để đi. Rồi rồi, ớt để đi. Rồi. Rồi ăn nó vừa. Trời các bạn nhìn nhìn cách bài trí dễ thương không các bạn? Ấy có thể cho anh thêm một cái nến bự để bên đây nữa không em? Để cho nó sáng được không? Dạ, rồi. Đó. Chút xíu đi các bạn, chút xíu để nó hoàn thiện mình coi ha. Rồi, bữa nay là bữa cơm gia đình nên là nên chọn bữa Việt Nam các bạn. Rồi, sau đây là cái phần đồ ăn nó được set up lên rồi, các bạn thấy đẹp không các bạn? Nói chung nó rất là đồng điệu luôn á các bạn, và các bạn nhân viên rất là nhiệt tình các bạn ơi. Giang, sau khi mà đồ ăn lên, bộ cảm nhận thế nào? Cảm nhận là mình thấy là rất ấm cúng nha mấy bạn. Đồ ăn là bài trí rất đẹp. Không biết cái hương vị nó sao, chắc mình nghĩ là ngon đó. Nhưng mà mình ngửi các bạn, đồ ăn có thể ngửi mình cũng biết được cảm giác là nó ngon hay không các bạn. Nói chung là rất là cảm giác rất là thơm. Thơm và nói chung là nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Nói chung thật sự là người ta bài trí rất là đẹp. Giờ đây mình múc cho thằng Giang miếng cơm nha. Rồi, cảm ơn bạn nhiều. Rồi. Để tụi mình ăn rồi tụi mình thưởng thức thử coi cái nó ngon không nha các bạn. Rồi. Thì bây giờ là Ninh với Giang sẽ ăn để review cho các bạn coi nó ngon không nha. Trước mắt chắc mình ông Giang ăn thử cái miếng gà xào sả ớt đi. Rồi, cảm ơn. Rồi, bạn. Ok. Tôi ăn cái miếng mì xào bò xào. Mì xào thế. Rồi, miếng nha. Rồi, cảm ơn. Trời ơi, giống như tình nhân đó các bạn. Bạn thấy ghê không? Trời, có bao lợn nữa. Rồi, mời các bạn ăn cơm nha. Các bạn ăn cơm nha. Ngon mà, ngon. Ngon á. Gà mềm nha mấy bạn. Thịt bò thơm. Trung hòa quyện rất là ngon. Còn canh chua hả? Chua giờ sao ta? Chua thôi, nên xin phép mình gấp đây ăn luôn thôi. Ăn cái vị nó thôi chứ sự thì canh chua. Bữa nay kêu là canh chua cá mập lao đúng không? Đúng rồi. Chua cá mập lao. Xuất sắc luôn các bạn ơi. Nói chung các bạn đang kêu bằng canh chua rồi nha, thành sự cực kỳ ngon các bạn, nhìn nhiều nè. Cái phần canh chua này các bạn, người ta sẽ nấu là nửa ký cá bông lau ha, rất là ngon thấy không? Vâng. Ngon. Chung tới đây thì các bạn thức nha. Còn sau đây là tụi Ninh sẽ enjoy ăn uống chút xíu, rồi tụi Ninh sẽ qua cái bar uống một chút gì đó rồi gọi đến các bạn tiếp nha. Thì bọn mình tiếp đến đi tới một cái quầy bar. Đó, bạn thấy không? Một cái quầy bar thì nó gần cái hồ bơi trông rất là đẹp ha. Thì mình với Giang sẽ vào đây chill chút xíu. Đó, thì các bạn đi theo cùng mình nha. Đó, Giang có cảm nhận gì không? Quá tuyệt vời. À, quên nữa. Để nói xíu đi, xíu vô trong mà nói luôn. Rồi. Cái quầy bar này thì nói chung là nhìn là Nim muốn uống hết luôn các bạn ơi. Nhưng mà cái thời gian từ 8 giờ 9 giờ là nó có một số món nó sẽ là một tặng một, nên là tụi mình cũng tranh thủ. Giờ 8 giờ mấy rồi thì sau khi là quán sẽ set up một cái vị trí ngồi ha.
đó, thì tụi mình sẽ tranh thủ làm chút xíu đó để vì Niên thích ngồi nhìn ngắm cái hồ bơi này các bạn. Tại hồ bơi này nếu quá đẹp phải không, thì tụi mình thích ngồi đây ngắm hồ bơi nên là xếp đây. Em tên gì? Tên Chí. À Chí ơi, thì nhờ Chí tư vấn xíu nha. Cái quầy bar này tên gì Chí? Quầy bar này là Lao Spa, tên bạn của nó là Lao Spa. À, em đứng gần gần ở đây nào mà. Cái thứ hai nữa anh đừng nói là từ 8 giờ 9 giờ có một số món 1 tặng 1 hả em? Dạ đúng rồi. Rồi ví dụ món gì? Cái đó là chương trình happy hour bên em là bao gồm bia hoặc là wifi lát được bán ly á. Xin em tuyết. Hoặc là cocktail today. Thì em có thể tư vấn cho toàn đi. Cocktail today bên em của em là cocktail Kiva Libre là làm từ rum và hoa đậu biếc. Tập hợp với Sprite. Bia em có bia gì? Bia thì em có Heineken hả bọn? À phải nha. Em có chin Việt Nam bay như Sài Gòn bay như mình có muốn nghe không? Cái em nói là cái loại mà giống như là bia nấu hả? Dạ bia chai, bia lon, bia lon. Bia lon Sài Gòn chiêu. Sao Sài Gòn chiêu nào? Cái lon chiêu là chill. Cũng 1 tặng 1 luôn hả? Dạ. Còn bia thì chỉ có 1 tặng 1 là chỉ có 3 loại. Thôi lấy Heineken thôi. Heineken. Rồi. Các bạn ơi, sau thời gian mà Niên ăn no các bạn đi qua cái quầy bar á, thì chờ cái quầy bar nó đem nước lên á, thì Niên đi một vòng để cho nó xuống cơm, thì Niên ghé qua cái chỗ quầy lưu niệm để cho các bạn tham quan nha. Thì ở trong Adirai cũng có bán một số quà lưu niệm để cho các bạn ở đây, các bạn thích thì các bạn có thể mua về. Niên cũng không biết là nó có mở cửa không nha, tại tối rồi. Xong hẻo luôn các bạn ơi, nó có mở cửa nhưng mà thôi sẽ quay một vòng cho các bạn xem ha. Tại giờ này cũng tối rồi, chắc các bạn bán quà lưu niệm bạn về rồi. Nhân viên mở cửa cho nên vô tham quan. Đi vô các bạn. Hầu như là những cái đồ mà mấy người bé rất là thích các bạn. Ở đây có quần tắm nữa nè. Bạn thấy không? Để mình coi giá dao động bao nhiêu nha. Wow, giá dao động 1.3 triệu một cái các bạn. Nói chung là lần trước thì Niên cũng đã đi tham quan một lần ở đây rồi, nên thấy mấy cái đồ này rất là đẹp các bạn. Đó, thấy không? Đẹp không? Rất là đẹp ha. Chụp rất là nhiều màu sắc các bạn lựa quần đó nè. Nói chung đa phần đó, nó thể hiện được cái sự năng động cũng như mùa hè ha. Cái này cũng đang mùa hè mà. Không, bạn thấy đồ bơ đẹp không? Đi cũng thích lắm các bạn. Nhưng mà đi có rồi. Thì bên đây cũng có một số quầy như là nón rồi túi sách làm từ thủ công đó các bạn. Nói chung rất là hơi mệt á. Chung làm thủ công nè. Đó thì các bạn có thể thấy. Nên là giá nó cũng cao hơn một chút. Đó, nhưng mà Niên á, Niên vào đây nó thích nhất á các bạn. Đó là bức tranh mà cái này nè các bạn. Các bạn nhìn những tranh nhà các bạn thấy á, có những cái đèn nón lá đó, các bạn nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Và các bạn có thể thấy nè. Lần này nên thấy được cái túi này nữa nè các bạn. Hơi mệt không?
những cái thứ mà mình nghĩ là bỏ đi đúng không các bạn, khi mà các bạn làm lại á với một cái sự kỳ công á, các bạn thấy sẽ có giá trị rất là lớn nha các bạn. Nó như túi này nè, mình nghĩ đang được may thôi 860 mấy nghìn, mà thấy đẹp không, đẹp rồi đây mua nha. Khu boutique, khu boutique và lưu niệm đó. Còn bên đây các bạn thấy trang sức nè, rất là đẹp ha, mà nữ sẽ nói là tết khu đây thì phụ nữ và những em bé ha. Thì các bạn nón nhiệm màu, nón nhiệm màu. Nón này là mấy cô mà đeo đi biển là thích lắm á. À, wow, đồ đi biển của. À, thì ở đây thì đi nghĩ nếu mà với những người khó tính thì cũng có thể tìm được một cái món quà xinh xinh về tặng cho người thân hay là cái gì đó hay các bạn ha. Thì các bạn đến thì các bạn trải nghiệm nha. Nói chung mình thấy những kiến trúc cực kỳ ấm cúng các bạn ơi. Nói chung là ấm cúng lắm. Vô đây giống như là bạn trở về ngôi nhà, ngôi nhà theo một cái kiến trúc rất là Nam Bộ và có gì đó nét Đông Dương đó các bạn. Nó pha trộn nét Đông Dương vô đây ha. Nên là các bạn tới thì các bạn có thể nghỉ dưỡng lại rồi đó. Nếu mà các bạn mua tặng đi cái nón này cho Lan Thơ thì tuyệt vời quá các bạn. Thải thường đi tới đâu các bạn, để nên hãy mua một cái nón hay một cái gì đó nó có, nó thể hiện được cái resort đó. Nhưng mà nên quá nhiều nón rồi nên không mua. Bye bye. Nhân trong bạn xong cái chỗ cái quầy ba này các bạn, thì nó có những cái cờ nè đó để các bạn chơi đánh cờ, cờ cái ngựa nè, cờ tướng nè, thấy không, cờ này cờ vua. À, thật sự nói với các bạn, đi á, đi rất là thích ở mấy khu resort khách sạn đó các bạn. Thứ nhất là nó có nhiều cái để nói, và thứ hai nữa là chúng ta có thể nghỉ dưỡng và chơi cả ngày ở đây ha. Nếu như các bạn tới một địa điểm nào đó mà các bạn không biết, không có bạn ở khu đó, thì nên nghĩ tốt nhất là có nên là các bạn nên đi vào resort, ở một cái resort nào đó thì các bạn có thể trải nghiệm cả ngày trong đó. Và nó cũng tại từng cái resort các bạn, nó cũng mang truyền cái cảm hứng của cái quê hương đó, và cái kiến trúc nó cũng có nét gì đó ở trong đó, nên là khi các bạn vào đó là các bạn đã trải nghiệm được rồi nhé. Rồi các bạn ơi, với hai cái ly đi cầm trên tay các bạn hãy chọn ly nào. Các bạn chọn nha. Đó, các bạn thấy đã không? Đồ uống rất là ngon các bạn, nhìn thử rồi. Wow. Còn bạn nào muốn thử thức một chút bia thì qua đây ha, rất là ngon. À, chương trình một tặng một ly tặng một ly. Bạn thấy đã không? Rồi các bạn ơi, sau một thời gian chờ đợi thì tụi mình cũng quyết định tại với một cái không gian nó quá đẹp vậy các bạn, thì tụi mình cũng muốn chia với một cái ly bia. Tại thật sự khung cảnh quá đẹp các bạn ơi. Thì thôi, năng ly cái ha. Chúc ly cái. Rồi. Rồi. Sau đây thì hai mình với Giang sẽ giống như là cảm nhận cái buổi ngày hôm nay như thế nào, và có thể là chia sẻ với các bạn ha, để cho các bạn nếu mà các bạn thích Azurai Cần Thơ thì các bạn đến ha. Theo Giang thì Giang cảm nhận ngày hôm nay thế nào? Ok nha. Bia ngon, có bạn hiền nữa, và không cảnh tuyệt đẹp nữa thì còn gì bằng đúng không các bạn? Rồi, Giang cảm nhận sao? Hôm nay mình trải nghiệm bên Azurai nha. Nói chung là mình gọi là cái cấp bình thường thôi. Mình thấy cái khung cảnh rất là ok nha, món ăn ok, thức uống cũng ok, quầy bar rất đẹp. Đặc biệt là khung cảnh xung quanh là rất là thoáng đãng, không khí trong lành, rất thích hợp cho những bạn nào mà ở thành thị hoặc là ở Sài Gòn đấy. Mình về một cái thành phố miền Tây có cái không gian nó rất là trong sạch, khung cảnh rất là đẹp. Ngày hôm nay rất tuyệt vời nha mấy bạn. Nếu mà cho thang điểm từ 1 đến 10 thì Giang cho thang điểm bao nhiêu về về một số cái nên sẽ đưa ra một số cái điểm nha các bạn. Ví dụ như về tiếp đón nè, rồi về không gian nè, rồi về cách bài trí đồ ăn, rồi nước uống, rồi nhân viên phục vụ, cảnh quan, thì Giang cho bao nhiêu điểm?
mình sẽ đánh giá tổng thể đi. Dịch vụ bên Ara thì tốt nha các bạn. Mình sẽ cho 9 điểm. Nói chung cái gì nó cũng không chăm chăm được, 9 điểm là thang điểm đẹp nhất nha. Đúng rồi. Rồi thật sự còn Nin với các bạn thì sự Nin rất là mến cái nơi này. Giống như là Nin yêu nơi này luôn các bạn. Mỗi lần Nin về Cần Thơ là Nin sẽ nhín 1-2 giờ hay là một buổi gì đó, Nin sẽ qua nơi đây để mà được thả mình với không gian này các bạn. Khi các bạn nhìn đây á, cái không khí vô cùng trong sạch các bạn ơi. Nói chung là giống như là mình thoát khỏi những cái gì mà nó xô bồ của phố thị các bạn. Nói chung chắc tại cũng có tuổi rồi, không gian cũng có tuổi rồi, bây giờ nói chung là thích cái cảm giác này các bạn. Còn ngày xưa trẻ thích sự năng động, nhưng mà bây giờ thì thích cái cảm giác như gì, như gặp lại được những người bạn thân rồi cùng nhau ngồi nói chuyện tâm sự, ăn ở một cái nơi đẹp, là nói chung là cuộc sống là hạnh phúc rồi. Thì nếu mà nên cho thang điểm thì cho 9.5 các bạn. Tại sự nếu mà cho 10 thì nó tuyệt đối quá rồi, tại vì thường ít có một cái địa danh nào mà nó tuyệt đối được 10 lắm các bạn, trừ những có cái gì đó nó sẽ happy hơn. Nhưng mà tại vì Ninh trải nghiệm 2 lần á, chưa đủ hết đâu, chưa đủ hết cái khu này nên Ninh cho 9.5 thôi, với cái tình yêu của Ninh dành cho này. Và Ninh rất là mong rằng các bạn sẽ thích những cái thứ phim này nha. Nhớ comment, like, share bài giùm Ninh nha, và đừng quên đăng ký kênh của Ninh Ninh đi Việt Nam nha các bạn. Bye bye. Bye bye, chào các bạn nha. Bye bye. Đúng rồi, không có thiếu được chén nước chấm các bạn ơi. Đó. Chén nước chấm chua ngọt ha, cho ớt vào. Và nữa xăm nha Đam. Rồi ok. Bây giờ mình với Giang sẽ ăn để review cho các bạn nha, coi chỗ này có ngon không. Nhưng mà chỗ này thì khá nổi tiếng rồi, các bạn ai cũng biết hết chừng á. Tới Cần Thơ các bạn nói là ai cũng biết hết. Rồi ok. Rồi mời bạn nha. Rồi. Thử cái bánh ngọt trước đây nha. Rồi. 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 Rồi bạn nha. Rồi. Đó các bạn thấy không? Nè. Cái bánh cộng nó cũng nù vậy nè các bạn. Dễ thương không? Đó. Nó khác là bánh cộng Vũng Tàu nha, bánh cộng miền Tây nó khác.
là ăn mà chấm nè. Chấm lúc nó chấm luôn nha các bạn. Lúc vô bạn nha. Rồi, 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 vô, rồi. Cho cảm nhận không anh? Nói chung là mình ăn quen rồi, mình thấy ngon lắm. Không biết các bạn làm sao nha. Cái bánh gọn nó làm sao? Nó béo mà, béo mà béo không ngậy. Béo bằng từ nước dừa các bạn. Ừ. Nó rất là thanh. Ăn rất là ngon nha. Các bạn. Khi mình nên ăn vào các bạn, cảm giác của mình đó là nó giòn, bắt đầu nó có giòn mà nó có mùi thơm của đậu xanh, nó pha liền với một chút tôm, nó giòn giòn, ăn vô là dầu không quá nhiều, nói chung là rất là ngon. Chung món này là nếu mà ông đánh giá cho mấy điểm? Cho 9 điểm đi bạn ơi. À, nếu mà so với bánh kè, bánh cọp Vũng Tàu thì nó khác nhau gì? Khác nhá, khác sạch, 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 một người sẽ thử cái bánh xèo cái nhân củ dừa, một người sẽ thử cái nhân ấy ha, củ sắn đó, rồi cho các bạn xem. Rồi vô rồi sao nha, rồi gói sao nha, gói đây các bạn, mình thích nó tăng rau rừng hết. Ừ, gói sao vô. Cái gì ăn quá luôn. Dạ được luôn anh, bánh xèo nó cao nhiều có được. Ờ đúng rồi đó. Chỗ này chỗ quán nè, chỗ quán ha. Kèo cuốn cao nhiều, chấm ngập chút mắm vô. Ờ. Ăn cái đảng. Về uống nước rồi cũng ho tới ngày hơi luôn. Ăn đủ thấy ngon. Vui quá. Bạn thấy không, các bạn về miền Tây các bạn thấy là rất là dễ thương không các bạn? Cô chú chủ quán hay nhân viên dạng dễ thương lắm các bạn. Rau đi nghĩ là phải từ mấy chục loại đó các bạn. Nói chung là đi không có biết hết tên đâu, Giang biết hết tên cái loại rau nào không? Thử thách các bạn, thử thách. Quay gần lại cameraman nè, thử thách các loại rau nha. Rồi nói đi. Đây là lá bằng lăng nha mấy bạn. Lá bằng lăng phải không? Đây nè, để cho các bạn biết nha, vô rừng các bạn đi ăn biết lá bằng lăng đó. Đây là lá cách nha các bạn. Lá cách hả? Đây đâu rồi, bằng lăng. Đây là cái lá cách nè, đó, cách rừng phải không? Không biết rừng hay không nhưng mà rồi. tự nhiên rồi. Cái gì này mà rau này, rau thơm ngoài chợ là mình thấy nhiều lắm. Tí tô rồi, salad tí tô, rồi tí tô đây nè, tí tô giáp cá. Cái này là rau, này là cái rau xá xị nha, ăn vô cái vị nó giống như mình uống xá xị vậy đó. Xá xị ăn vô là cái mùi gì xá xị rồi gì nữa không? Đây lá này gì? Lá này là lá dâm bụt nha. Lá dâm bụt à? Tiền không vậy? Lá dâm bụt các bạn. Ăn vô chát chát nha các bạn. Chát được lắm. Vậy chát chát. Rồi. Bạn nào đừng đùa kiếu ăn rau này nhiều nha. Còn gì nữa không? Cái này. Cái này lá cách. Lá cách nãy rồi. Lá cách này không? Mình xào thịt bò cũng được á. Còn gì không? Cải xanh là mình biết rồi ha. Cải xanh thì biết rồi, nói chung là mấy cái cơ bản không nói nha các bạn, cái lạ thôi. Nói chung chỉ có một số cái lạ thôi. Rồi ok. Bưng ra bây giờ là nguyên một đống. Rồi bây giờ bắt đầu ha, vô chuyên môn của mình. Rồi. Thử đi, gói đi. Mình gói là nè. Rau ha. Đó. Rồi phải có tí nhân, tí da bánh xèo nha. Giòn giòn. Thử nha. Rồi. Một chút đi. Phải chấm ngập nước mắm nha. Rồi. Vậy sao bồ? Nó lạ lắm mấy bạn ơi. Lạ sao? Vì chát chát của lá bằng lăng ha. Nó ngọt ngọt của củ mưa dừa nha. Rồi. Nó béo béo của cái da bánh xèo. Đặc biệt là nó béo của cái thịt vịt đó. Ngọt. Vịt ngọt không? Rồi. Nhìn ông Giang ăn thèm quá bạn ơi. Rồi ok, bây giờ bắt qua đây nha. Các bạn biết sao, đi mà đi ăn bánh xèo các bạn đi thích nhất là này nè các bạn. Mấy cái dành bánh xèo nè, ngon lắm, nó giòn lắm, đã lắm. Ngày xưa dưới quê á, mà gia đình đi hay làm á là sẽ làm mấy cái này nè, rồi giòn giòn này nên ăn nguyên cái luôn. Đó. Đây các bạn thấy không? Nhưng chất lượng ha. Nhưng rất là chất lượng nha các bạn. Để vô. Nè, nói chung những gói hơi xấu nhưng mà nói chung là kết cấu là nó ok các bạn. Đó,
Thì nãy là ông Giang ổng gói bằng cái lá gì? Cái lá này gọi là cái lá bằng lăng. Lá bằng lăng thì nên gói bằng cái lá cải bạch xanh nha các bạn, thấy không? Nói chung là gói bằng rau luôn, không cần phải dùng máy luôn các bạn. Dùng chén à, không cần dùng bánh chén luôn, nó trúng lúc vô nha các bạn, trúng lúc vô nó mới ngon. Rồi. Xúc tắc cái là cái đầu lắc lắc luôn các bạn ơi, xúc tắc cái đầu lắc luôn, cũng rất là ngon. Ủa dừa nó là tươi, thịt vịt ngon, đậu xanh cũng ngon, và miệng với rất nhiều loại rau cũng là ngon. Ngon ha. Rồi thôi thì sau đây tụi đi sẽ ăn, không có gì hay hơn thì đi giới thiệu các bạn nha. Nếu các bạn có dịp về Cần Thơ thì đây cũng là địa điểm các bạn nên tới, tại xin thấy nó ngon ha. Bye bye các bạn nhiều nha, bye bye, bye bye. Yeah, mời các bạn. Đúng rồi, rồi mời các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh. Và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.